Nếu bạn muốn mua Robux cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Tại đây, shop hiện tại là đang có Robux Group, Robux chính hãng và Robux 120 giờ. Và shop có nhiều ưu đãi nữa như là top nạp nào đó, các bạn chỉ cần đứng top nạp và các bạn bấm vào phần thưởng đó, bạn thấy chưa? Là tháng sau các bạn sẽ nhận được như đây phần thưởng tương ứng với lại top mà các bạn nạp vào tháng này. Đó, là vậy thì các bạn có thể vào và ủng hộ shop nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình lại đi đây và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Love Fruit ha bạn. Thì lần này mình nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó với lại combo với trái linh hồn này nha bạn. Đó chính là mình sẽ thử lấy cái cây kiếm của Big Mom mấy bạn. Đó, lấy cái kiếm Big Mom và thử kết hợp với trái của Big Mom này luôn, xem có được tăng đa giống trong bên King Legacy không nha bạn. Đó, tại bên King Legacy là các bạn thấy không, dao của Hỏa Quyền ngay kết hợp với trái flame á thì sẽ được tăng đam đúng không? Đó, bạn thấy rồi đó, hôm bữa mình có làm clip về King Legacy rồi. Và gì nữa ta, cái kiếm của lo khi kết hợp với trái OB thì lại tăng, thì tăng kiếm đó, tăng đam cho kiếm đúng không các bạn? Đó, tăng đam cho kiếm kiểu vậy. Toàn nói chung là bên King Legacy thì hầu hết gì đều là tăng đam cho kiếm thôi. Nếu mà kết hợp với trái quỷ á thì để mình coi coi bên Lockroot có được dạy giống bên King Legacy không nhá bạn, kiểu nếu mà được như vậy thì hơi thì giống logic trong phim luôn á. Đó là vậy. Nón lá. Cái này cái nón lá bên Việt Nam mình đó bạn, và lá cờ của Việt Nam nè. Mình nghĩ admin mất làm hòa bên Việt Nam hay sao ta? Tại trước đó mình cũng nghe vụ drama á bạn, giữa bên Lockroot với Việt Nam mình á, nên lần này chắc bên hợp tác với lại Việt Nam hay sao á. Ôi, nên các bạn Việt Nam cũng ít tô xích lại nha, thật sự tại có nhiều bạn BOB khá là tô xích á, thì kiểu các bạn ít tô xích lại tại bên Lockroot đã bắt đầu hướng tới. Ôi, đang bán trái linh hồn nữa bạn. Ôi, đang bán trái linh hồn luôn nè, 3.4 triệu nè các bạn, 3.4 triệu nè, tranh thủ vô mua nha, tranh thủ vô mua nha. Ôi, tranh thủ cho các bạn, tất cả bạn nào muốn mua vô tranh thủ mua nè, 3.4 triệu. Đang bán luôn, đang bán luôn, hay quá. Rồi, thì sẵn clip này mình review với cho các bạn coi là đang bán luôn. Ủa, mình cũng mới vừa biết luôn, bạn bấm vô coi thử à. Và thấy thật sự, đang bán luôn. Rồi, bút đi xì quớt nè bạn. Đây. À quên, mình phải bỏ ra trước chứ đúng không? Mình review trước khi có cây kiếm và sau khi có cây kiếm chứ đúng không? Đó là vậy. Rồi, random cái nha. Random cái đã. Cái gì vậy? Không thấy gì hết nha bạn, mấy bạn sẽ không thấy gì hết, không biết gì hết. Thôi đi review thôi. Cái gì vậy ta? Xu dưới nè. Rồi. Thì mình coi là không có tăng đao nha mày. Kiểu cái qua bên nào là mình nghĩ là kiểu hình dáng sẽ thay đổi thôi các bạn ơi. Kiểu vậy. Tại mình đọc nhiều men, có nhiều bạn nói vậy. Rồi. 2.500 nha các bạn thấy nha, 2.500 nha. Đó. 2.500 rồi tới chiêu ít. Rồi đốt nhiêu? Mình coi cái đam đốt thôi nha các bạn. Ai da da da. Quánh đâu vậy? Mình coi cái đam đốt thôi cho lẹ nha các bạn. Đây cái đam đầu chiêu dết là 2.536 là đúng không? Đó, 2.536. Còn cái chiêu ít là chiêu ít là 422 nè. Đó, 422. Xong đốt cũng là 422. Rồi, chiêu C. Rồi từ để mình nhìn lại chiêu dết nha mày. 2.533. 2.533 mà. Trời ơi. Rồi, 422. Rồi, tiếp tục nha, chiêu C nha. 675. Như bình thường nha mày, chuẩn 675 thôi, không có gì hết. 675. Rồi và cuối cùng đó nó chính là chiêu cuối nha các bạn. Để mình thử coi chiêu cuối coi đam như thế nào ha, xong mình sẽ lấy cây kiếm ra thử. Đó. Khi kết hợp hai combo này của Tứ Hoàng Bích Mơ mấy bạn, coi có được tăng đam hay không là biết liền à. Đó là vậy. Rồi giờ íp vô nha. Ôi. Ôi di chuyển được. Ôi di chuyển luôn nha mày. Ôi. Không để ý. Di chuyển được. Ôi, giờ mình mới biết là di chuyển được các bạn. Mình nghe có nhiều bạn nói là giữ nữa. Thì giữ là sẽ được lâu hơn á.
Rồi từ để mình đếm giây thử cho bạn coi nha. Nếu mà giữ được lâu hơn, để coi được giữ giữ lâu hơn hay là bấm cái thả cho mày. Kiểu mình nghĩ là cũng y chang vậy á, nhưng mà chắc không phải đâu. Để thử nha. À không được. Vậy là giữ là hồi nãy mình di chuyển được bạn, vậy giữ là sẽ các bạn có thể di chuyển xung quanh được luôn hay sao á. Đây các bạn thấy nha, hồi nãy mình chuột mình chỉ là không di chuyển được đúng không? Ô cái gì? Lỡ lít vô. Ơ từ từ từ. Có cây cây mọc trên đây luôn hả? Ghê hả? Mọc trên trời được không? À không được, với mày mọc trên trời không có được. Thì phải có cái gì đó từ mình chỉ trên cục đá nha. À chỉ trên cục đá không được luôn, chỉ ở gần gần thôi mày ơi. Sao không được đâu, giờ về. Đó mày, ui. Ui. Giữ là có thể di chuyển được nha mày. Ôi. Ô, giữ là có thể di chuyển vòng vòng được luôn. Ôi, hay vậy. Giữ mới có thể di chuyển vòng vòng nha bạn. Các bạn mà kiểu lít lít cái thả là chỉ đúng nghe một chỗ thôi. Còn các bạn mà giữ giữ chữ V nha là các bạn hay di chuyển luôn. Nhưng mà di chuyển khá là khó nha bạn. Đó, di chuyển khá là khó. Đây 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 các bạn nhìn nha. Đây các bạn không, di chuyển khá là chậm luôn á nha. Đó, mặc dù là có thể di chuyển được nhưng mà di chuyển khá là chậm. Ôi, ngon thế nhờ, để mình thử đam nha. Từ từ, để mình thử giữ với lại không giữ nha. Để coi như thế nào. Đây, để mình đứng đây đi ha, trưởng đây vô đi. Giữ không giữ coi đam như thế nào nha. Nhưng mà chiêu hồi hơi lâu các bạn. Thì mình sợ là quái hồi máu rồi. Đó. 100 lẻ mấy, 100 lẻ mấy nha bạn thấy nha. Đó, vô đây máu quá nha. Đó. Mình nghĩ là đứng bắn đi ha, muốn bắn câu giờ cho chiêu V hồi. Bắn 3 cái thôi. Đó 1, 2 rồi đó, 2. Rồi chưa? 3. Ấy ơi, nhầm rồi. À quên. Quên với các bạn là rồi giờ mình giữ nha. Ôi. Đã thiệt luôn các bạn ơi. Nhìn chiêu V này mình chơi mình xài hoài không 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 thấy chán luôn các bạn, thật sự mình cũng biết sao nữa, nhìn đã sao á các bạn. Ơi lên được tí đam lên mastery, trời ơi nãy mình thấy hết hồn, lên mastery nhé bạn, hết hồn. Mình tưởng là được tăng đam thiệt đó chứ, kết hợp sẽ được tăng đam thiệt. Từ từ, hồi nãy vừa mới lên một mastery á bạn, nên như đam sẽ lên lố một 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 đam nhé bạn, một hai đam á sẽ lố một hai đam á. Đây giật điện mấy học đỏ á. Sao bên nào trong sáu không có gì hết. Thôi giờ giờ mình về mình lấy thêm cây kiếm đi, kết hợp nha, cây kiếm bích bơm á, kết hợp đâu giờ về lấy thử thôi. Mình có nói lộn là đây là trái quỷ có thể lít được nhé bạn, quên mình quên hai trái Pika với lại Hiê các bạn. Quên hai trái Pika Hiê là hai trái có thể lít được. Đây Pika Hiê đó mày, là hai trái có thể lít đánh được. Và hai quên quên là hai cái đó là xài kiếm nha mày, cầm cây kiếm lên á được thì có thể đánh được, đúng rồi. Ý ý ý của mình không phải là đánh được kiểu đó mày, ý mình là đó để cho nó mày không không có cầm gì á, con xong rồi lít lít ra mày, lít ra kiểu vậy. Trời giờ ai cũng có trái linh hồn vậy. Quên đang bán, quên đang bán các bạn ơi. Rồi bây giờ xài thử nha. Hồi nãy 2533 đúng không? Ở dưỡng 2533 nhớ bạn, không khác gì lắm. Rồi 422 nè. Đâu đốt coi. Dưỡng 4 chấm dưỡng 422 nhớ bạn, dưỡng 422 không khác gì lắm. C. 675 rồi, dưỡng 675 thôi bạn ơi, không có gì luôn. Còn trưởng đó bạn thấy không? Trưởng là ôi. Ôi rè, ôi đã thật sự. Cái rè đã bộ. Chiu. Đấy. Vậy là không khác biệt nha bạn. Mình nghĩ là khác biệt ở nằm ở kiếm á. Tại bên King cũng tăng đam cho kiếm á bạn, đâu có tăng đam cho trái quỷ đâu đúng không? Đó. Nhưng bây giờ là kiếm mình không có nâng mát á bạn, 700 mấy nè. Bây giờ kiếm mình không có nâng mát nên mình không có review cho bạn coi được. Đó là vậy, mình sợ là vậy bạn. Với lại khi nếu mà muốn so nữa thì mình phải bỏ trái xô ra nhớ bạn, phải bỏ trái linh hồn luôn mà mình không có nhìn diện trái này nên hơi nguy hiểm lắm bạn ơi. Chứ mình kết hợp cho bạn coi có tăng đam cho trái quỷ không thôi, chứ kiếm thì mình không 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 làm được đâu. Là mình phải bỏ ăn một trái khác đúng không, mình thử đam kiếm xong rồi mình ăn lại trái linh hồn đó, xong mình coi đam kiếm vậy mới biết được có tăng đam hay không đúng không các bạn. Đó hơi nguy hiểm đó bạn ơi, thực sự không được đâu. Trái linh hồn này khó lắm mình mới có được á,
để có được bạn chay được cho mình mấy bạn, chứ mình không có vĩnh viễn được, khó lắm, nên không bỏ được. Đây, thử lại lần cuối nha mày. Giờ bấm cái thả nha. Đó, bấm cái thả là như đây máu đúng không? Vậy thế nha, như đây máu nha. Đó, cỡ như đó máu. Rồi, giờ quánh. Quánh còn tí ăn nè, tiêu diệt đã. Rồi, như đó máu nha, bây giờ sẽ giữ nha. Giữ cho bạn coi. Hình như cái này là đẩy ra luôn á bạn. Đẩy lùi ra nha, chứ không phải là bị dính cái chỗ đó nha bạn. Các bạn xài V á, sẽ bị đẩy ra luôn. Giống Kami Kami ha á bạn. Đó bạn học đó, đó. Quái sẽ bị đẩy ra luôn. Đó, quái sẽ bị đẩy ra. Hình như cũng vậy mà đúng không? Hay là hơn xíu máu ta. Kiểu mình nhìn không rõ các bạn. Nhưng mà khi các bạn giữ á, thì sẽ được gọi là cái gì hơn? Khi các bạn giữ là sẽ được gì ta? Giữ là sẽ được di chuyển được nhớ bạn đó. Khi các bạn giữ sẽ được di chuyển xung quanh. Còn nếu mà không giữ thì chỉ đứng yên một chỗ thôi. Đó là vậy. Hồi nãy là mình xài nếu mà giữ V nha, là mình xài đủ 4 combo sẽ toàn một con quái này đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cũng không cũng vậy nhớ bạn, nhưng mà không giữ thôi. Đó, không có giữ là không di chuyển được rồi nè mày. Đó, rồi. Combo. Ê, hụt rồi. Hụt rồi, hụt vết rồi. Vãi. Hụt vết rồi. Rồi, vậy vẫn tiêu diệt được nhớ bạn. Nè. Xong. Ủa, sao cái chiêu vết này khó trúng như vậy? Chiêu vết này khó trúng dữ vậy? Lướt tới không trúng mày ơi, phải canh đúng khoảng cách á mới trúng được. Cái trái này, cái trái đúng kiểu khó hiểu luôn các bạn ơi. Thật sự. Đó, dẫn combo à, vậy là giữ là có thể di chuyển được và không giữ mà không giữ là không di chuyển được thôi, không khác gì lắm. Cái trái này công nhận là kiểu khó chơi đúng không các bạn ơi. Khó chơi lắm nha, nhưng các bạn nào mà hiểu được cái nguyên lý của cái trái Big Bomb này là có thể bê gọi đỉnh cao luôn các bạn, thật sự. Đó là vậy. Rồi. Thôi chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Thì có gì clip sau mình sẽ thử đi bê đi săn bounty luôn nhớ mày. Clip sau mình sẽ thử đi săn bounty bằng cái trái Big Bomb này coi thử có mạnh như thế nào nha. Rồi. Thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn đã thấy hay á, cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.